muốn nâng cái chỗ sống này lên, bởi vì nó bị tẹt cái chỗ sống. Em thấy sống mũi thấp đúng không? Của em có vấn đề một chút với cái da này. Vâng, nó bị mỏng quá. Rất mỏng, cái này phải làm rất là tự nhiên, không phải lộ sống. Có cái là mình sẽ phải tính toán, cân nhắc cái việc an toàn và việc đẹp. Vì của em là cái sống nó da mũi nó mỏng quá đấy. Ví dụ như mà mình thực sự làm để lựa chọn thật sự an toàn thì có thể nó chưa được cao như mình mong muốn. Cố gắng để cao được hết cỡ thì nó lại nằm ở ranh giới này. Cái là nó quá thì nó thành lộ sống. Nhưng mà không đả động gì đến phần cánh mũi và đầu mũi của em. Em có xem thầy thì có không nên động mà. Thì mình sẽ làm lên một chút nhẹ nhàng nhé, không can thiệp quá nhiều vào đầu mũi của em nhé.